Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ khủng giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó sở hữu cái nòng là 38 ly nha các bạn. Nó đến từ thương hiệu của Maruyama và nó có tên là MB3230D. Cái 3230D này nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn. Nó hệ này nó có xả áp ha, có xả áp giật rất là nhẹ luôn. Đặc biệt nó mang một cái chế quạt khí hai kim nha các bạn, chế quạt khí hai kim Zenquad Komitsu. Ở đây là cái kim chỉnh tốc độ thấp ha, các bạn để ganh ti mà chỉnh cái kim này ha, còn cái này cái tốc độ cao để lên hết ga để chỉnh cây này. Khi mình lên hết ga mình chỉnh cây này nó bốc tới mức độ hết mức rồi. Mình siết vô hoài tới nó đột, nó bốc tới không còn bốc được nữa thì các bạn trả ra nửa dòng thì vừa ha. Cây này thì chỉnh để lấy ganh ti cho êm, cho nhạy nổ ha. Dòng máy này nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính. Đặc biệt thì nó nắp xăng này là nó làm bằng chất phíp chứ không bằng nhựa các bạn. Phíp giống như mica vậy. Rất là chắc chắn, nó gòn đẹp, rất là đã luôn ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt các bạn. Ở đây mình khuyến cáo các bạn tỷ lệ thấp nhất là 1 lít xăng cho 50cc nhớt nha. Đó là tỷ lệ thấp nhất. Các bạn có thể tăng lên 60cc nhớt trên 1 lít xăng ha, hoặc 70cc nhớt trên 1 lít xăng thì máy mình chạy rất là bền các bạn. Rất là bền ha, không bị xếp bạc, không bị xước nồng ha. Còn mình pha nhớt ít thì nó rất là tổn máy các bạn ha. Khi mình chạy tốc độ cao nó tổn máy lắm. Các bạn nhìn máy đẹp như đập thùng luôn ha. Quá xuất sắc luôn, bô lửa chắc bông luôn ha. Đấy, nó cấu trúc rất là đẹp và rất là mạnh mẽ luôn ha. Đây, xin xem. Đó là dòng bố đại tùm to bố lớn nha các bạn. Bố đại. Bố lớn nhất trong các loại bố đó các bạn. Nó hai càng rất là dễ thay đổi và sửa chữa ha. Sửa chữa rất là đơn giản. Đây. Xem. Có chân dựng ha. Công tắc nó được bố trí đây ha, quá xuất sắc từng chi tiết luôn các bạn, quá đẹp luôn, cáo như đập thùng luôn. Đấy. Cần lạp này, cần lạp 26 các bạn, lạp của Maru, cần lạp 26 ha. Tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải nè, bên ngắn bên dài nha các bạn, để nó tạo cái lực mình gặt cho mạnh đó. Đấy, bên ngắn bên dài nha. Bên tay trái là nó dài hơn ha, bên tay ga nè nó ngắn hơn. Tay ga này là tay ga rất là nhẹ nhàng nha, các bạn muốn chốt lại chỗ nào thì các bạn bóp đây ha, rồi không chốt thì các bạn đá nó rất là nhẹ nhàng, hùn nó rất là nhẹ luôn các bạn, nó chạy như ga sống Maruyama. Cần tác 26 cùi nó thì cực đỉnh đây, quá đỉnh luôn. Có chống dính cỏ bằng kim loại, ở dưới này có chống mài mòn. Cái chống mài mòn này các bạn muốn dùng cũng được ha, không dùng cũng được ha, các bạn có thể tháo ra để dễ lắp ráp dao ha, và cắt nó sát mặt đất hơn ha. Đấy, cái chống mài mòn này các bạn muốn để cũng được, muốn cắt không để cũng được ha, không có hề gì hết. Ở đây là ốc của nó là ốc 19 nha các bạn, ốc 19 ly thì máy khủng, cùi khủng, ốc nó cũng khủng để nó đi theo cái sức mạnh của nó đó các bạn. 3230 38 ly các bạn, nòng 38 ly. Tổng thể cái máy vậy ha, rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Đặc biệt cái dòng Maru nó rất là tiết kiệm xăng luôn các bạn, rất là tiết kiệm xăng. Dòng Maru là nó tiết kiệm xăng hơn tất cả các dòng khác ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Rồi hực ha. Đây, rồi rất là đã luôn.
giật một vòng là nổ các bạn. Chỉ cần mình giật một vòng tua là nổ, Maru nó rất là nhạy luôn ha. Vòng tua là nổ. Còn mình kéo thẳng dây thì nổ chắc ăn á. Các bạn cảm nhận nghe cái tiếng giật đi của nó rất là ấm áp ha. Rất là êm. Thiết kế cái bùa nổ rất là ấm nha. Rồi tắt nha các bạn. Nổ lại ha. E gió nó đây các bạn. E gió đây nha. Đóng e gió nó cũng tắt ha. Khi mình khởi động nó thì trước tiên mình phải bơm xăng nha các bạn. Bơm xăng, đóng e, giật lên nó sặc một tiếng là kéo e xuống mình giật tiếp thì nó nổ nha. Còn nếu mà nó chậm nổ nữa thì mình lên ga chạy giật là nó rất là dễ nổ ha. Tại động cơ hai thì nó thích lên ga lớn lắm các bạn. Rồi để mình nổ lại nha. Rất là đẹp nha. Rồi để mình nổ lớn nha các bạn xem nha. Và ghê à. Các bạn cảm nhận ra tiếng nó rất là ấm áp nha. Nó còn kêu tiếng déo 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 ha, rất là khích cao luôn. Nổ rất là trầm ấm luôn. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Maruyama MB 3230 nòng 38 ly. Đến đây tạm dừng nha các bạn. Xin mình chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mình chào các bạn nha.